nhân vật phản diện quá quyến rũ. Tập 8. Ngày hôm sau, khi Thịnh Noãn đang trong phòng hóa trang thì dịch vụ chăm sóc khách hàng nhắc nhở cô, "Ký chủ, nữ chính Tô Niệm đến rồi." là nhắm vào cô. Khi Tô Niệm bước vào, nhân viên trang điểm liền chào đón, "Tô tiểu thư, cô có cần trang điểm lại không?" Tô Niệm mặc một bộ trang phục màu trắng phấp phới, mí môi cười nhẹ, "Không cần đâu, tôi nghe nói có người mới tới đây, tôi qua xem chút thôi." Khoảnh khắc tiếp theo, cả hai chạm mắt nhau qua gương. Tô Niệm đợi Thịnh Noãn nói trước nhưng Thịnh Noãn cũng không mở lời, cuối cùng cô ta đành phải chủ động trước thịnh noãn chào cô tôi là tô niệm tôi nghe danh cô đã lâu nay cuối cùng cũng được gặp thịnh noãn nhìn cô ta lạnh lùng hỏi lại nghe nói về tôi như thế nào tô niệm bị câu hỏi này làm cho mất cảnh giác có chút bối rối mình chỉ nói xã giao thôi sao cô ta lại hỏi như vậy chứ tô niệm gượng cười nói nghe nói cô hát nhảy rất giỏi bây giờ rất nổi tiếng thịnh noãn quay lại hờ hững nói chỉ mỗi vậy thôi à tôi sáng tác cũng rất hay cô chưa nghe nói à nụ cười trên mặt tô niệm chợt cứng đờ nói cho có lệ chắc là tôi đã từng nghe qua thịnh noãn rất vui vẻ tiếp tục hỏi cô nghe qua cái gì vậy tô niệm đột nhiên cứng họng đồ thần kinh có ai giao lưu như thế này chưa cô ta liền lấy lý do để rời đi tôi đột nhiên nhớ ra còn phải đọc kịch bản thêm chút nữa không làm phiền cô nữa cô trang điểm trước đi nói xong tô niệm nhanh chóng xoay người đi ra ngoài cô ta vốn đến đây để nói cho thịnh noãn biết cô ta và phó vân tỷ quen nhau từ nhỏ anh ấy còn từng tỏ tình với cô ta chỉ là do dáng vẻ của hai người bọn họ giống nhau nhưng cô ta không tìm được cơ hội để bắt đầu chủ đề. Đạo diễn Hầu Hâm lúc này đang bàn về kịch bản với một diễn viên, sau khi xong việc ông liền lên tiếng, Hàn Trịch có ở đây không, lát nữa quay cậu ta rồi. Thịnh Noãn trang điểm xong thì đến trước mặt đạo diễn. Đạo diễn Hầu Hâm trong nháy mắt sáng lên, đây là Chu Nguyệt sao, tôi cảm giác Chu Nguyệt sống rồi. Ông cầm máy liên lạc và nói với nhiếp ảnh gia, chúng ta sẽ chụp ảnh cho cảnh tiếp theo, trước tiên chụp vài tấm cho Chu Nguyệt nhé. Các máy quay nhanh chóng đặt vào vị trí, Thịnh Noãn nhập tâm theo yêu cầu của Hầu Hâm vị đạo diễn có vẻ rất hài lòng sau đó nói với cô được rồi lát nữa khi diễn võ thuật đừng bỏ kiếm xuống để giáo viên võ thuật dạy cô một vài động tác trong khi thịnh noãn đang được hướng dẫn một vài động tác võ thuật giọng nói của đạo diễn hầu hâm liền vang lên hàn triệt chuẩn bị đi lát nữa sẽ quay cảnh tiếp theo có cậu và chu nguyệt hàn triệt nam chính của phim loạn đường trong vai lý thừa bình liền lên tiếng nói đạo diễn hầu hay là quay cảnh võ thuật trước nhỉ chu nguyệt vừa luyện tập xong rèn sắt phải rèn khi còn nóng đạo diễn hầu liền đồng ý ngay được Chu Nguyệt chuẩn bị đi, quay cảnh võ thuật giữa cô và Lý Thừa Bình trước. Lúc này, Thịnh Noãn liền nghe được lời nhắc của bộ phận chăm sóc khách hàng, Hàn Triệt là người thích Tô Niệm, trước đây anh ta còn là người cầm đầu mắng cô trong nhóm, nói cô không phải là người tốt. Trong nguyên tắc, cả Hàn Triệt và Tô Niệm đều trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim này, sự thu hút của họ tăng vọt. Hàn Triệt vì bộ phim này mà luyện võ mấy tháng, cố ý đưa cảnh võ thuật vào cảnh đầu tiên, chắc là để chọc tức Thịnh Noãn. Cảnh quay bắt đầu, đây là cảnh hai huynh muội luyện võ hàn triệt lập tức tiến vào hiện trường nguyệt nhi hoàng huynh sẽ không nương tay đâu thịnh noãn hất cằm nhướng mày nói hoàng huynh cứ việc hàn triệt nhanh chóng vung kiếm tấn công sau đó trong nháy mắt trường kiếm trong tay hắn bị ném bay đi hàn triệt lập tức cứng đờ cảm thấy có chút choáng váng đạo diễn hầu hâm không khỏi tức giận lý thừa bình vừa nãy cậu ăn cơm chưa no à thịnh noãn giả bộ lên tiếng thật sự xin lỗi thầy hàn nhé tôi dùng sức hơi quá nhỉ cảnh quay bắt đầu lại một lần nữa hàn triệt lạnh lùng rút kiếm ra thịnh noãn nhanh chóng né tránh được khuỷu tay của hàn triệt đột nhiên đau nhức trường kiếm lại bị đánh bay đi hàn triệt không khỏi sửng sốt thịnh noãn không chỉ bắt được thủ đoạn của hắn còn có thể chọc hắn tê dại thịnh noãn biết võ sao đạo diễn hầu hâm liền hô lớn cắt cảnh múa võ thế là được đủ dùng rồi chuẩn bị cho lần sau đi hàn triệt cảm thấy mình như được sống lại sau thảm họa lần sau phải diễn tốt nếu hỏng thêm vài lần nữa có khi hắn mới là người bị đuổi khỏi đoàn cảnh thứ hai là cảnh lý thừa bình bị thương chu nguyệt ngồi bên cạnh hắn lên tiếng nói muội giết những người đó thay hoàng huynh giá như muội có bản lĩnh đó thì tốt muội thực sự ghét những người đã làm tổn thương hoàng huynh đạo diễn hầu hâm giơ ngón tay cái lên với vẻ hài lòng rất tốt trung nguyệt làm tốt lắm tiếp tục phát huy chuẩn bị cảnh sau hàn triệt cuối cùng cũng tìm được cơ hội để hỏi thịnh noãn lúc nãy cô cố ý đúng không thịnh noãn chớp chớp mắt giả vờ ngây thơ cái gì cơ hàn triệt nghiến răng nghiến lợi đừng có giả vờ với tôi thịnh noãn do dự một chút rồi nói ồ thầy hàn nói chuyện anh đánh rơi kiếm vừa rồi sao hình như đúng là lỗi của tôi. Tại tôi không biết thầy Hàn yếu như vậy, hay là thế này, để xin lỗi, tôi có thể mua cho thầy Hàn mấy viên lục vị địa hoàng được không, nếu không đủ thì mua cả hộp cũng được, Hàn triệt như hóa đá. Sau đó tức giận xoay người rời đi, phía sau thịnh noãn vẫn gọi hắn, thầy Hàn, lục vị địa hoàng thật sự rất tốt. Hàn triệt quay đầu lại hét lớn, im đi. Tô niệm từ phía trước đi tới, ánh mắt lo lắng hỏi, a triệt, không sao chứ, hắn lắc đầu rồi nói, không sao, em gặp cô ta rồi à. Tô niệm mỉm cười, Cô ta không liên quan gì đến em, sao em phải đến đây gặp cô ta chứ, sau này khi quay thì cũng sẽ gặp thôi. Hàn Triệt có chút hơi giật mình, sau đó thăm dò hỏi, Phó Vân Tỷ và cô ta ở bên nhau, em không để ý chút nào sao. Tô Niệm cười, nếu quan tâm thì sao ban đầu em phải từ chối anh ấy chứ. Hàn Triệt tâm tình đột nhiên tốt lên, người như Phó Vân Tỷ, chỉ cần nhìn thủ đoạn của anh ta trên thương trường, thì có thể thấy anh ta lý trí và máu lạnh đến mức nào, Niệm Niệm không thích anh ta cũng không sao, như vậy em cũng có thể nhìn người xung quanh nhiều hơn tô niệm cúi đầu mím môi cười nhạt nhẹ nhàng ấp ừ từ ngày thịnh noãn đi quay phim đã hai ngày phó vân tỷ không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của thịnh noãn bỗng nhiên điện thoại di động của phó vân tỷ rung lên anh mở lên xem thì là thịnh noãn đã gửi một bức ảnh lại là một bức ảnh phó vân tỷ khẳng định lại là một bức ảnh tự sướng ngớ ngẩn anh mở nó ra một cách chậm rãi rồi giữ người một lúc bức ảnh thịnh noãn gửi là một tin đồn giải trí đêm qua nữ diễn viên mới nổi lạc tâm lăng xuất hiện trên xe của tổng tài phó thị tại khách sạn nghi ngờ hai người đang yêu nhau Phó Vân Tỷ bấm điện thoại gọi cho Thịnh Noãn. Điện thoại rất nhanh được kết nối, anh nhẹ nhàng hỏi cô, ngày mai về à? Không, Thịnh Noãn hờ hững đáp, ngày mai chúng ta nói chuyện. Phó Vân Tỷ sửa sốt một chút, sau đó trở nên không vui, không phải bảo là ba ngày về sao, Thịnh Noãn ậm ừ, quay xong là chiều tối rồi, mệt không muốn lái xe. Tôi sẽ bảo người đến đón em. Khỏi đi, tôi không thích, ngồi xe bẩn. Phó Vân Tỷ cũng có thể nhận ra rằng, Thịnh Noãn quả thực đang công kích anh vì tin đồn nhảm đó. Phó Vân Tỷ cảm thấy theo lý thuyết, hiện tại anh nên nói với thịnh noãn nữ nhân cô không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi nhưng đồng thời anh lập tức nhận ra nếu nói như vậy câu trả lời của thịnh noãn chỉ có một chữ cút phó vân tỷ không biết phải làm gì với cô anh đang do dự thì đột nhiên nhận ra cô ấy cúp máy rồi một lúc sau phó vân tỷ với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm gọi diện cho cấp dưới đưa trưởng phòng quan hệ công chúng tới cho tôi rất nhanh bên ngoài đã có tiếng gõ cửa trợ lý mặc kiệt đã đưa người đến theo yêu cầu của phó tổng phó vân tỷ nhìn trưởng phòng quan hệ công chúng lạnh lùng nói tôi muốn biết tôi có tình riêng với lạc tâm lăng lúc nào trưởng phòng quan hệ công chúng toát mồ hôi lạnh nhanh chóng giải thích tôi xin lỗi phó tổng là do phòng quan hệ công chúng lơ là chỉ là lúc trước ngài nói phản ứng với những tin đồn nhảm đó là khen ngợi họ cho hỏi lần này chúng ta sẽ đáp trả trực tiếp sao ạ à? phó vân tỷ cau mày ai cần ông đáp trả ông không biết mời luật sư à vâng vâng tôi sẽ đến bộ phận pháp lý để thương lượng phó vân tỷ vẻ mặt chống rỗng nói được rồi sau này không được để chuyện đó xảy ra nữa. Sau khi trưởng phòng quan hệ công chúng bước ra ngoài, Phó Vân Tỷ liền giao phó cho trợ lý mặc Kiệt, đem chiếc xe đêm qua đi làm sạch, bỏ đi, mua xe mới luôn đi. Phó Vân Tỷ lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho Thịnh Noãn. Hôm qua chỉ là tiện đường cô ấy về, cả đường không nói quá ba câu, bộ phận pháp lý đã mời luật sư, đổi xe rồi, chiều tôi bảo người đến đón em. Câu cuối cùng đặc biệt uy nghiêm, không thể từ chối, anh là kim chủ, bảo đó nhất định phải đón, đó là tôn nghiêm của anh với tư cách là một kim chủ. Thịnh Noãn quay xong một cảnh lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Phó Vân Tỷ. Khi nhìn thấy tin anh gửi, cô sừng sốt một lúc rồi không nhịn được cười, xe đều đổi rồi, còn có, câu cuối cùng hung hăng như vậy. Buổi chiều, sau khi quay xong cảnh quay cuối cùng, Thịnh Noãn xách túi nhỏ đi ra ngoài, mọi người liên tục chào hỏi cô trên đường và cô đáp lại một cách lịch sự bằng nụ cười. Lúc cô chuẩn bị rời đi, Thịnh Noãn thấy Hàn Triệt từ phía đối diện đang đi tới. Hàn Triệt chỉ nhìn Thịnh Noãn bằng ánh mắt ghen ghét. Thịnh Noãn đột nhiên mỉm cười thầy hàn ăn nhiều thứ bổ máu đi cơ thể thầy còn cần xử lý thường xuyên nó hàn triệt lập tức phát điên đang định lên tiếng thì trợ lý của anh ta liền che miệng kịp thời bình tĩnh đi thầy hàn bên ngoài có phóng viên nhất định phải bình tĩnh thịnh noãn vẫy tay mỉm cười thầy hàn tuần sau gặp nhé đằng sau thái độ tức giận của hàn triệt thịnh noãn mỉm cười bước ra ngoài tâm trạng rất tốt hàn triệt lại dãy ruộng đoàn phim này từ nay về sau có tôi không có cô ta có cô ta không có tôi một chiếc xe đậu ở đường đối diện mặc kiệt đang đứng bên cạnh xe nhìn thấy thịnh noãn anh ta liền chạy tới chào chào cô thịnh tiểu thư tôi là trợ lý của phó tổng mặc kiệt thịnh noãn cũng vui vẻ đáp lại chào anh mặc kiệt mở cửa sau thịnh noãn đang định lên xe thì thấy phó vân tỷ đang ngồi ở bên trong mặt không biểu tình liếc nhìn cô thịnh noãn cười ngồi vào bên trong sao anh lại tới đây phó vân tỷ thản nhiên nói không có gì làm ra ngoài hít thở không khí thịnh noãn mỉm cười như người tới anh đang giận à phó vân tỷ cười lạnh không để ý đến cô thịnh noãn thở dài giải thích hôm nay em cút điện thoại của anh là không đúng, lúc đó em giận quá không kìm được, em xin lỗi, anh đừng giận nữa có được không? Tâm trạng của Phó Vân Tỷ đột nhiên tươi sáng hơn, cô ấy xin lỗi mình rồi. Khẽ ho nhẹ một tiếng, anh cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng thường ngày, có gì đáng để giận đâu, chỉ là mấy chuyện còn con mà thôi. Thịnh Noãn ôm lấy cánh tay anh nhỏ giọng thì thầm, em giận là vì em quan tâm anh, nếu anh có gì đó với người phụ nữ khác mà em lại phớt lờ, thì anh có cảm thấy vui không? Phó Vân Tỷ nghiêm túc suy nghĩ, đúng là như vậy, nếu cô thực sự phớt lờ mối quan hệ của hai người anh chắc chắn sẽ thấy rất khó chịu thịnh noãn trở về phòng ký túc xá cô đưa cho an nhiên và mễ lạc mỗi người một chai nước hoa hai cô bạn không khỏi phấn khích cảm ơn noãn noãn tớ muốn chai nước hoa này lâu rồi mà đắt quá không nỡ mua noãn noãn cậu tốt quá diêu san san không nhận được quà tức giận cắn môi chắc chắn là thịnh noãn đang cố ý cô lập mình chẳng phải chỉ là một chai nước hoa thôi sao mình không thèm lúc thịnh noãn đi vệ sinh diêu san gian liếc nhìn an nhiên và mễ lạc giả vờ sâu sắc nói Nhiên nhiên, lạc lạc, hai cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Mễ lạc quay người lại và hỏi, kỳ lạ gì cơ? Kinh tế nhà thịnh noãn ở mức trung bình, nhưng các cậu không thấy, cách ăn mặc của cậu ta gần đây, còn có mấy chai nước hoa này vốn không phải là mức chi tiêu của cậu ta sao? An nhiên liền lên tiếng, cậu nói cái này à, noãn noãn đã nói là bạn trai tặng rồi mà, Diêu san san dừng một chút sau đó cười nói. Vậy sao vẫn chưa thấy cậu ta dẫn bạn trai đến cho chúng ta gặp bao giờ, hay là ngại gặp người khác? Sắc mặt An Nhiên đã có chút khó chịu, Lo cho noãn noãn như vậy thì sao cậu không hỏi thẳng cậu ấy đi, nói mấy lời suy đoán này với bọn tớ làm gì. Tớ thấy cậu kỳ lạ lắm đấy san san, chẳng giống lo cho noãn noãn gì cả. Diêu san san lập tức trột dạ, tớ không có, các cậu đừng hiểu lầm. Thịnh noãn đang trong nhà vệ sinh thì nhận được tin nhắn của Phó Vân Cần. Triệu Mỹ giai bọn họ đang bàn việc mời cô tham dự buổi triển lãm trang sức SQ vào buổi tối. Thiệp mời của buổi triển lãm tương ứng với một người, bọn họ muốn giả vờ như không biết để cô bị chặn lại ở cửa khiến cô bị bẽ mặt tại chỗ. Thịnh Noãn có chút buồn cười, cô không ngờ Phó Vân Cẩn lại giữ lời như vậy. Đợi mãi vẫn không thấy Thịnh Noãn nhắn lại, Phó Vân Cẩn có chút khó hiểu, sao không trả lời tin nhắn vậy? Triệu Mỹ Giai nhắn tin cho Thịnh Noãn, cô mím môi và trả lời đồng ý. Triệu Mỹ Giai lập tức thông báo trong nhóm, Thịnh Noãn đồng ý rồi, cô ta nói muốn đi, lần này nhất định phải để cho cô ta bị mất mặt. Phó Vân Cẩn khẽ cau mày khi nhìn thấy tin nhắn của Triệu Mỹ Giai, người phụ nữ này sao vậy, kệ đi, thích đi thì đi đi, dù sao người mất mặt là chị ta chứ không phải mình vẫn nên nói cho anh mình biết thì hơn, tuy không chắc anh ấy có quan tâm hay không. Phó Vân Tỷ nhận được tin nhắn của em trai, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, não của mấy người này bị gì vậy, thịnh noãn làm gì bọn họ sao. Xem ra phải đi đánh tiếng xuống dưới rồi, đề phòng cái đám ăn chơi cả ngày rảnh rỗi không có chuyện gì làm, chỉ toàn nghĩ đến việc bắt người của mình. Buổi triển lãm đã diễn ra, dù thịnh noãn không mặc váy áo sang trọng, nhưng nhan sắc ấy ở giữa đám đông vẫn vô cùng nổi bật. Triệu Mỹ Giai và Cố Sinh vui vẻ đưa thiệp mời cho nhân viên kiểm tra, đây là của tôi. Mười hai vị khách quý vào trong ạ. À. Hai cô gái đi vào trước, đang cười thầm vì sắp được nhìn thấy Thịnh Noãn mất mặt rồi. Nhân viên lễ tân khi nhìn thấy Thịnh Noãn thì có chút sừng sốt, lập tức mỉm cười nói: Thịnh tiểu thư, vừa nãy tiểu thư Tina còn hỏi cô đến chưa đó ạ. À, tôi đưa cô đi gặp cô ấy. Mời cô đi bên này. Thịnh Noãn gật đầu mỉm cười nói cảm ơn. Cùng lúc đó, triệu mỹ giai và những người khác cũng chết lặng. Thế còn cảnh siêu mất mặt thì sao? Chuyện gì vậy? Thịnh Noãn không cần thiệp mời sao? Ngay sau đó một cô gái tóc vàng mặc váy xanh hoàng gia nhanh chóng bước ra nhìn thấy thịnh noãn mỉm cười chào đón cô a à, noãn cuối cùng tôi cũng gặp được cô rồi cô có thể đến thì thật tốt quá tôi thật sự rất muốn gặp cô thịnh noãn bước đến nhẹ nhàng ôm cô gái trước mặt tôi cũng rất vui khi gặp được cô tina kéo tay thịnh noãn đi mau đi theo tôi đi tôi muốn giới thiệu cô với mấy người bạn cũ của tôi sau đó cô quay sang nói với đám người triệu mỹ giai tôi đưa thịnh noãn đi một lúc các vị cứ tự nhiên nếu tối nay các vị có thích món trang sức nào thì có thể ưu tiên các vị mua trước. Mãi đến khi Thịnh Noãn và Tina rời đi, đám người Triệu Mỹ giai mới hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn nhau, đó là Tina đúng không? Người thừa kế Tina kiêm nhà thiết kế chính của SQ, đúng vậy, nhưng tại sao Thịnh Noãn lại quen cô ấy, hơn nữa còn trông như thân quen lắm ấy, ai mà biết được. Lúc này Phó Vân Tỷ đã bước vào hội trường, giám đốc điều hành cấp cao của SQ lập tức ra chào đón. "Phó tổng, tôi còn tưởng là hôm nay không gặp được ngài đó ạ, à. ngài có thể đến đây thì thật tốt quá." đám người triệu mỹ giai lúc này cũng đã đoán ra được tôi hiểu rồi chắc chắn là vì phó tổng thế nên tina mới nhiệt tình với thịnh noãn như vậy thì ra là vì dựa vào đàn ông cũng chả có gì đặc biệt đúng vậy dùng vẻ ngoài để lấy lòng người khác thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đá thôi buổi triển lãm đã bắt đầu tiếng nhạc êm dịu du dương vang lên nền kim cương và bạch kim màu xanh tím tỏa ra ánh sáng huyền bí và cao quý các cô có thấy tiếng nhạc nền này rất hay không đúng là hay thật không biết là bài mới của ai đây ánh đèn xung quanh bắt đầu chiếu sáng Tina mỉm cười đứng lên phát biểu, "Buổi triển lãm lần này sẽ không thể được tổ chức thành công nếu không có sự ủng hộ của các vị đang ngồi đây. Ngoài những người bạn mà tôi đã nhắc đến trước đó, lần này tôi còn muốn cảm ơn một người bạn tốt của tôi, Thịnh Noãn. Tôi tin rằng mọi người đã nghe thấy nhạc nền của buổi triển lãm, đây là bài tinh dạ do Thịnh Noãn, người bạn tốt của tôi sáng tác riêng cho buổi triển lãm lần này. Cảm ơn cô ấy, cô ấy thật sự là một người phụ nữ rất giỏi." Phía dưới Phó Vân Tỷ hơi giật mình, bài hát do Thịnh Noãn sáng tác sao? Anh chợt nhớ tới dáng vẻ nghiêm túc tập trung và bận rộn của thịnh noãn trong thư phòng cùng lúc đó đám người triệu giai mỹ nhìn nhau hóa ra vừa rồi bọn họ đang nói về bài nhạc nền hay lại là do thịnh noãn sáng tác thật ra giờ nghĩ lại thì thấy nó cũng bình thường thôi phải đó nó thể hiện sự ham hư vinh giống như cô ta vậy giám đốc điều hành cao cấp của sq cầm một ly rượu đến trước mặt phó vân tỷ phó tổng thật vinh dự khi có thể gặp được ngài ở đây tôi kính ngài một ly ánh mắt phó vân tỷ nãy giờ vẫn không rời khỏi thịnh noãn càng nhìn cô lại càng thấy có sức hút kỳ lạ vẻ mặt anh bỗng có chút kinh ngạc khi nghe thịnh noãn nói chuyện bằng tiếng pháp với người nước ngoài thật không ngờ thịnh noãn lại có thể nói tiếng pháp trôi chảy như vậy đột nhiên anh nhớ tới một chuyện sắc mặt bỗng trầm xuống cô ấy không nhìn thấy mình sao vậy mà lại không chủ động qua đây đúng lúc này một người phụ nữ mặc váy đen đột nhiên đi về phía anh đó chính là lạc tâm lăng cô ta vui vẻ lên tiếng chào phó tổng phó vân tỷ lập tức cau mày có chuyện gì sao lạc tâm lăng gượng cười nói chuyện mấy hôm trước còn chưa xin lỗi phó tổng phó vân tỷ nhẹ nhàng nói Bỏ đi, tài khoản tiết thị tung tin đồn nhảm đã bị xóa và phải đền tiền, cô không cần xin lỗi thay bọn họ. Vẻ mặt Lạc Tâm Lăng cứng đờ, nhưng cô ta vẫn không muốn rời đi, Phó Vân tỷ là một vị vua kim cương đỉnh cao, nổi tiếng lạnh lùng, tiết chế và sạch sẽ, một người đàn ông như vậy, không có người phụ nữ nào sẽ bỏ cuộc khi có cơ hội. Cô ta liền mỉm cười, thật ra tôi còn muốn nói với phó tổng về chuyện của người phát ngôn. Nhưng Phó Vân tỷ vẫn không cho cô ta cơ hội nói xong, anh liền ngắt lời, tôi nuôi nhiều người như vậy không phải là vì để tự mình đến bàn chuyện về một người phát ngôn. Đang nói chuyện, khóe mắt Phó Vân Tỷ đột nhiên nhìn thấy người đàn ông đối diện thịnh noãn đưa tay về phía cô, Phó Vân Tỷ sắc mặt biến đổi, xoay người xài bước đi tới, khiến Lạc Lăng tâm xấu hổ ngơ ngác. Đi đến gần, Phó Vân Tỷ nhận ra đối phương đang đưa danh thiếp cho thịnh noãn, đây là danh thiếp của tôi. Phó Vân Tỷ đi đến trước mặt thịnh noãn thấp giọng hỏi, bao giờ về? Tina không biết Phó Vân Tỷ nên nhìn thịnh noãn hỏi cô, đây là ai? Thịnh noãn mỉm cười giới thiệu, đây là bạn của tôi, Phó Vân Tỷ đây là tina nhà thiết kế chính của sq bạn sao phó vân tỷ cảm thấy lời nói này có phần thâm sâu không giải thích được tina tiếp tục chủ đề trước đó cô muốn đưa một chiếc vòng cổ cho thịnh noãn cô nhận đi tôi cảm thấy nó sinh ra là để thuộc về cô và lại nếu không có kế hoạch sửa đổi mà cô đề xuất thì tôi cũng không thể thiết kế chiếc vòng biển sâu được đẹp như vậy thịnh noãn mỉm cười từ chối thật sự không cần đâu tina chúng ta là bạn mà không phải sao được rồi tôi phải vào nhà vệ sinh xin phép vắng mặt một lát lợi dụng thịnh noãn đi vệ sinh phó vân tỷ bày tỏ với tina muốn mua chiếc vòng cổ biển sâu vừa nãy cô nói chiếc vòng biển sâu là kế hoạch sửa đổi mà cô ấy đề xuất với cô sao vâng ngài phó tôi có thể mua nó không tina lập tức đồng ý đương nhiên bạn của noãn chính là bạn của tôi tôi sẽ cho người mang chiếc vòng này cho ngài sau phó vân tỷ gật đầu cảm ơn sau này nếu có cơ hội hợp tác thì tôi cũng sẽ dành cho tiểu thư tina nhiều thành ý hơn tôi vừa thấy cô ấy uống rượu tôi đi xem xem xin phép không tiếp được nói xong phó vân tỷ xoay người đi tìm thịnh noãn thịnh noãn chỉ uống một chút rượu nhưng cũng có chút choáng váng cô lắc lư đôi giày cao gót cũng lắc lư suýt nữa thì ngã xuống thịnh noãn tức giận đá văng đôi giày cao gót của mình ra phó vân tỷ ở bên giờ khóc giờ cười nhìn cô em làm gì vậy thịnh noãn nhào vào lòng anh sau đó ngước mắt lên nhìn anh em muốn ôm phó vân tỷ chăm chú nhìn cô không ngần ngại bế thịnh noãn lên sách giày giúp cô tử lượng kém mà còn uống nhiều rượu như vậy thịnh noãn nhỏ giọng nói không em chỉ uống hai ly. Cảnh tượng này đã lọt vào mắt đám người triệu giai Mỹ, bọn họ hoàn toàn choáng váng, tôi bị hoa mắt đúng không, người đàn ông kêu hãnh khiến người khác phải bàn tán lại đang sách giày cho thịnh noãn. Chẳng phải cô ta chỉ là một con chim hoàng yến thôi sao, dựa vào đâu chứ, không được, tôi phải mau chóng nói cho tô niệm. Triệu giai Mỹ lập tức nhắn tin trong nhóm, niệm niệm, cậu thật sự không thể kéo dài được nữa, phó vân tỷ sắp bị hồ ly tinh cướp đi rồi. Tớ với bọn cố sinh đều nhìn thấy phó vân tỷ sách giày cho thịnh noãn, cậu tin không, tớ còn tưởng là mình uống nhiều hàn trịt cũng nhắn tin cho cố cẩm thành cố nhị anh rốt cuộc bao giờ mới ra tay vậy không cần đất nữa à cố cẩm thành cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn hơi nhướng mày đất sao vậy thì cũng phải có bản lĩnh mới được với cái bộ dáng bắn tên của thịnh noãn ở trường đua ngựa nếu mình lại gần đừng nói là đất thể diện cũng chưa chắc có thể giữ được còn chẳng bằng tiếp tục nghe bài hát này sáng ngày hôm sau thịnh noãn chuẩn bị ra ngoài thấy phó vân tỷ ăn mặc chỉnh tề thì lên tiếng hỏi anh còn chưa đến công ty sao Phó Vân tỷ nhìn cô, em muốn đến đoàn làm phim à? Em về nhà thăm ba mẹ, tối em cũng không về. Vẻ mặt Phó Vân tỷ đột nhiên trầm xuống, hôm nay là sinh nhật của mình mà cô ấy lại muốn đi. Thịnh Noãn cùng ba mẹ đến một nhà hàng ăn trưa nhưng vừa đến nơi thì không được vào, nhân viên nhà hàng nói với họ: "Xin lỗi hai vị, nhà hàng của chúng tôi phải đặt trước." Ba Thịnh vui vẻ đáp: "Phải đặt trước à, vậy lần sau chúng tôi lại tới." Mẹ Thịnh vừa khóc vừa cười nhìn chồng, ông già này, cố làm ra vẻ bí ẩn làm gì, nói sớm là xong rồi ba thịnh chỉ cười ngại ngùng chẳng phải là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta sao anh muốn cho em một bất ngờ thịnh noãn cũng cười an ủi không sao đâu ạ à. ba chúng ta đến chỗ khác để con xem xem gần đây còn có nhà hàng nào không khi họ đang định rời đi thì nhân viên nhà hàng bước đến gọi các vị xin dừng bước là như thế này bên chỗ chúng tôi vừa đúng lúc có một bàn không đến chúng tôi có thể để lại cho các vị vậy thì tốt quá cảm ơn nhé thịnh noãn từ bộ phận chăm sóc khách hàng biết được là do phó vân tỷ dặn dò anh ta đang bàn chuyện làm ăn trong nhà hàng này. Mời ba vị đi bên này ạ. À. Khi cô bước vào, quả nhiên nhìn thấy Phó Vân tỷ đang ngồi đối diện với một người đàn ông mặc vest. Anh quay ra thì cũng nhìn thấy Thịnh Noãn, bốn mắt chạm nhau, Phó Vân tỷ khóe miệng cong lên, nhìn cô có chút đắc ý. Thịnh Noãn bĩu môi, đúng là ấu trí. Lúc này điện thoại di động của Thịnh Noãn rung lên, là tin nhắn của Phó Vân tỷ nhắn cho cô, vào nhà vệ sinh. Thịnh Noãn đứng dậy rồi nói với ba mẹ, con vào nhà vệ sinh chút. Vừa vào nhà vệ sinh, thịnh noãn đã bị kéo vào một góc không có người xung quanh phó vân tỷ bóp cầm hôn cô không nói một lời phải mất một lúc lâu anh mới buông cô ra thịnh noãn giờ khóc giờ cười anh làm gì vậy phó vân tỷ ho nhẹ gặp nhau mà không biết chào à thịnh noãn không nhịn được mà bật cười anh chào như vậy à được rồi ở đây là nhà hàng em còn phải ăn nữa em đi đây thịnh noãn đẩy anh ra sau đó xoay người rời đi phó vân tỷ giận dữ nhìn theo bóng lưng cô đồ phụ nữ không có lương tâm buổi tối Phó Vân Tỷ trở về nhà cũ của Phó Gia. Anh mệt mỏi bước vào trong nhà, Phó Vân Cẩn từ trên lầu bước xuống. Anh, em nghe thấy tiếng xe của anh. Anh, sinh nhật vui vẻ nhé, chúc mừng anh lại già thêm một tuổi. Phó Vân Tỷ không nói nên lời mắng cậu em trai, không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại. Ôi, lời chúc cũng nói rồi, anh mau phát lì xì đi. Phó Vân Tỷ có chút khó chịu, sinh nhật anh mà em còn muốn lì xì sao, thể diện đâu, Phó Vân Cẩn vẫn cười chờ chén. Anh nhiều tiền hơn em mà, em không quan tâm, anh không cho thì em sẽ nói cho chị thịnh noãn biết anh keo kiệt đến mức nào đồ keo kiệt phó vân tỷ cầm điện thoại chuyển tiền cho em trai phó vân cần không thể tin nổi điện thoại thông báo có một triệu nhân dân tệ chuyển đến phó vân tỷ không quên nhắc nhở cậu ta không có chuyện gì thì bớt qua chỗ anh đi bữa ăn được dọn lên thẩm viên cẩn thận bưng bánh đi ra a à tỷ đây là chiếc bánh mẹ tự tay làm cho con con có thích không chiếc bánh rất tinh xảo không biết dùng bao nhiêu thời gian phó vân tỷ gật đầu ấm áp nói con thích con cảm ơn mẹ Lúc này anh nhìn thấy một vết phòng rộp trên bàn tay của Thẩm Viên, Phó Vân Tỷ dừng một chút, sau đó nói: "Sau này mẹ đừng làm mấy cái này nữa, bảo người làm đi mua ngoài là được." Thẩm Viên chợt giữ người, sau đó quay lại nhìn Phó Vân Tỷ, "Con không thích chiếc bánh mẹ làm phải không?" Phó Vân Tỷ giải thích, "Mẹ, không phải." Nhưng anh còn chưa nói xong, Thẩm Viên đã cắt ngang, "Nhiều năm như vậy rồi a tỷ, nhiều năm như vậy rồi mà con vẫn không thể tha thứ cho mẹ sao?" Sắc mặt Phó Vân Tỷ lập tức tái nhợt, anh mím môi, sau đó thấp giọng nói, "Con không đều đã qua hết rồi. Con nói dối, Thẩm Viên kêu lên, 15 năm rồi, con nói tha thứ cho mẹ nhưng con chưa từng cười với mẹ. Sắc mặt Phó Vân Tỷ hoàn toàn tái nhợt, công ty còn có chút chuyện, con đi trước đây. Phó Vân Cẩn nhanh chóng đứng dậy gọi anh. Không dễ gì mới tạo ra được sự ấm áp mà hết rồi, giữa mẹ với anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phó Vân Tỷ rời khỏi nhà và lái xe đi, anh dừng xe bên đường, tay nắm chặt vô lăng. Những cơn co thắt trong bụng hết cơn này đến cơn khác, lòng anh lạnh lẽo và có chút choáng váng. Mình đã rất cố gắng rồi, tại sao vẫn như vậy? Cơn đau nhói ở bụng đưa anh về 15 năm trước, mẹ anh tức giận nói với anh, đều tại mày, nếu không phải tại mày thì sao tao với mày lại bị bắt cóc được? Đồ sao chổi, sao mày không đi chết đi. Khi cảnh sát tìm thấy hai mẹ con Phó Vân tỷ bị nhốt trong nhà kho, anh không thể nào quên được khoảnh khắc đó, anh bị ngã xuống đất và nhìn thấy mẹ liều mạng chạy ra ngoài. Phó Vân tỷ cố gắng gọi mẹ, nhưng bà vẫn không quay đầu lại. Lúc đó mình có thể thông cảm bà ấy cũng là người bị hại chỉ là cuối cùng vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc đó cái nỗi tuyệt vọng khi bị người thân bỏ rơi phó vân tỷ trở về căn biệt thự của mình mở cửa bước vào trong lòng anh vẫn là hụt hẫng khi nghĩ rằng tối nay thịnh noãn không trở về bất ngờ có một bàn tay ôm lấy anh từ phía sau thịnh noãn cười toe toét có phải bị giật mình rồi không phó vân tỷ ngây ngốc một lát không phải em đã về nhà sao thịnh noãn ôm chặt lấy anh còn không phải là vì nhớ anh à phó vân tỷ bất giác mỉm cười tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều không còn sớm nữa anh có muốn ra ngoài chơi không? Ra ngoài chơi sao? Đúng vậy, giờ mới hơn 7 giờ, còn có thể ra ngoài đi một vòng. Anh không thể cứ luôn nhìn chằm chằm vào chiếc giường như vậy được ngài phó à, người trẻ tuổi phải biết tiết chế. Phó Vân Tỷ có chút xấu hổ, ai nhìn chằm chằm vào chiếc giường chứ? Được được, là em được chưa, là hành vi của em không đứng đắn, ngài phó của chúng ta là người đứng đắn nhất. Vừa nói cô vừa kéo anh đi thay quần áo, phó Vân Tỷ không hiểu lên tiếng hỏi, đi đâu vậy, không phải muốn ra ngoài sao? đương nhiên là phải thay bộ đồ của anh ra đã cô lấy một chiếc áo rồi ướm thử vào người anh giờ trông trẻ hơn nhiều rồi sắc mặt phó vân tỷ tối sầm lại bình thường già lắm sao thịnh noãn nhìn anh mỉm cười đương nhiên rồi đồ háo sắc hai người họ đi bộ trên đường phố thịnh noãn kéo phó vân tỷ đến một cửa hàng nước trái cây gần đây có một quán của người nổi tiếng rất hot mình đi mua hai ly nước trái cây trước đi nhìn thấy người xếp hàng dài chờ đợi phó vân tỷ khẽ cau mày quán này ngon lắm à thịnh noãn gật đầu chắc vậy trên mạng nói rất ngon Phó vân tỷ không nhớ rõ, đã bao nhiêu năm mình không làm chuyện này rồi, với chút thời gian xếp hàng này, mình cũng mua được cả cái quán rồi. Nhưng hình như cũng không thể xem như vậy được, quan trọng nhất là cô ấy vui. Một lúc sau mới tới lượt hai người họ mua đồ, chủ quán đưa hai cốc nước rồi nói, nước chanh leo của cô xong rồi ạ. À. Thịnh nõn nóng lòng cắm ống hút vào cốc của mình và nhấp một ngụm. Phó vân tỷ quay sang hỏi cô, ngon không? Ngon quá, chẳng trách lại có nhiều người xếp hàng như vậy. Phó vân tỷ nghi hoặc nhưng vẫn nhét ống hút vào nhấp một ngụ. Ngay sau đó khóe mắt anh giật giật. Phó Vân Tỷ phun nước trong miệng ra, Thịnh Noãn không nhịn được mà bật cười. Anh quay sang hỏi cô, "Em bảo thứ này ngon à?" Thịnh Noãn cười phá lên, "Em chọc anh đấy." Sau đó hai người chỉ có thể ném chúng vào thùng rác. Thịnh Noãn suy nghĩ một lát rồi rủ Phó Vân Tỷ, "Vậy chúng ta đi ăn lẩu xiên que đi?" Anh vẫn nghi ngờ mà hỏi lại, "Có ngon không?" "Lần này em không lừa anh, nó thực sự rất ngon." Phó Vân Tỷ đành phải nhượng bộ, "Được thôi, anh sẽ tin em lần nữa." Thịnh Noãn gọi một nồi lớn lẩu xiên que phó vân tỷ có chút ngơ ngác nhiều như vậy em ăn hết được không thịnh noãn cười toe toét sức ăn lẩu xiên que của con gái vượt xa sức tưởng tượng của anh nó cái này ăn được rồi còn không ăn là sẽ bị chín quá đó ăn đi anh ngon lắm phó vân tỷ miễn cưỡng nhận lấy một que xiên anh cắn một miếng sau đó ánh mắt sáng lên ngon quá thịnh noãn nhìn anh cười nói em không lừa anh phải không thịnh noãn nhìn thấy có người uống bia không nhịn được tiếp tục rủ dê phó vân tỷ đi uống rượu đi Phó Vân Tỷ nhớ đến hôm ở buổi triển lãm trang sức SQ, Thịnh Noãn uống say rồi liên tục gọi anh là chồng ơi. Anh quay sang nhìn cô mỉm cười, uống rượu chỉ với tử lượng một ly đã gục của em sao? Em uống say không phải vừa đúng lúc, anh có thể muốn làm gì thì làm sao? Hai người họ ngồi trên sân thượng ở nhà, sau khi uống hết vài lon bia, Thịnh Noãn bắt đầu làm nhảm, thật ra nghĩ lại thì không cần phải buồn. Chuyện qua thì cũng qua rồi, chuyện của tương lai cũng chưa xảy ra, chúng ta nên tập trung toàn bộ sự chú ý vào khung cảnh trước mặt, anh nói xem có phải không phó vân tỷ đang định đáp lại thì thấy thịnh noãn đột nhiên nhảy dựng lên hét lớn noãn noãn dũng cảm không sợ khó khăn vừa hét xong cô đã nấc lên phó vân tỷ mất cảnh giác suýt nữa phun bia vừa uống ra thịnh noãn quay đầu lại nhìn anh tên đàn ông thối phó vân tỷ khẽ nhướng mày em còn mắng người là anh không khách khí với em nữa đâu anh không giận à anh có đánh lại em không thịnh noãn hung hăng bước tới sau đó ngã vào lòng anh phó vân tỷ lần này thực sự chết lặng chưa uống hết hai lon bia đã say rồi còn không biết ngượng mà đòi uống rượu thịnh noãn đột nhiên lên tiếng em muốn nôn phó vân tỷ không khỏi hoảng sợ em không được nôn nếu em dám nôn trên người anh thì em chết chắc anh nói cho em biết nhưng phó vân tỷ còn chưa nói xong thịnh noãn đã cúi đầu oẹ oẹ sau khi tắm rửa cho thịnh noãn xong anh đặt cô trên giường bản thân mình cũng phải tắm rửa mấy lần nằm trên giường phó vân tỷ kiệt sức và choáng váng thì ra làm ông lớn là chuyện vất vả như vậy lúc này thịnh noãn ở trên giường con người chui vào ngực anh anh liền kéo cô rồi ôm chặt cô vào lòng sau đó phó vân tỷ còn nghe thịnh noãn mơ hồ nói tên đàn ông thối sinh nhật vui vẻ phó vân tỷ hơi sửng sốt ngay sau đó trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác mềm mại dâng trào cách đây vài giờ anh còn tưởng rằng mình sẽ có một sinh nhật lạnh lùng và yên tĩnh như trước phó vân tỷ cúi đầu hôn người trong vòng tay mình chúc ngủ ngon tình yêu nhỏ sáng ngày hôm sau thịnh noãn sau khi tỉnh dậy thì liền nói với anh hôm nay em phải về đoàn làm phim phó vân tỷ sắc mặt đột nhiên tối sầm sao em không nói sớm thịnh noãn có chút khó hiểu hỏi anh giờ không sớm à có khác gì đâu thịnh noãn nói cô sẽ đi ba ngày phó vân tỷ không giấu nổi sự khó chịu trong lòng lại là ba ngày thịnh noãn kéo cả vạt anh lại có phải anh không nỡ để em đi không em nghĩ nhiều rồi anh chỉ muốn biết anh có thể yên tĩnh được mấy ngày thôi thịnh noãn kiễng chân lên sau đó bất ngờ hôn lên môi anh đừng giận lúc rảnh em sẽ gọi điện thoại cho anh phó vân tỷ không khỏi buồn rầu sau đó ậm ừ một tiếng hình ảnh chu nguyệt mà thịnh noãn đóng rất được cư dân mạng chú ý trời ơi sao mà đẹp quá vậy hóng chu nguyệt quá đi hàn triệt đọc được những dòng bình luận này thì không khỏi tức giận hắn vừa nhìn thấy thịnh noãn ở cửa đã chặn cô lại cô cũng không biết xấu hổ mà lại đi mua hot sớt để gây sự chú ý sao ở trước mặt niệm niệm thì cô là cái thá gì chứ đừng tưởng có phó vân tỷ làm chỗ dựa thì không sợ ai tôi nói cho cô biết cô ở trong đoàn làm phim tốt nhất là nên thành thật chút nếu không hàn triệt bị thịnh noãn đánh một quyền vào bụng lập tức cúi người ôm bụng quỳ dưới đất thấy có người đi qua thịnh noãn lập tức đỡ hàn triệt bằng ánh mắt lo lắng có phải thầy Hàn không khỏe ở đâu không? Lần trước tôi nhắc thầy phải uống thuốc rồi, sao thầy còn trẻ mà thầy yếu vậy? Tiểu Phương, mau dìu thầy Hàn đi nghỉ ngơi đi, hình như thầy không được khỏe cho lắm. Thịnh Noãn giao Hàn Triệt cho trợ lý của anh ta dìu đi rồi thở dài, thầy còn trẻ mà sao đã thế này rồi? Hàn Triệt trong mắt đầy lửa giận, muốn chửi rủa nhưng bụng lại quặn đau, vì thế chỉ đành nhẫn nhịn rời đi. Loạn đường, cảnh 7, lần 2, action. Cảnh này là Lý Thanh Bình từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, hai người bị trói là thịnh noãn và tô niệm đồng thời vui vẻ kêu lên thất ca thừa bình ca ca đúng lúc này một tiếng nổ vang lên hàn triệt nhanh chóng che chắn cho tô niệm cô ta thấy có cơ hội thoát thân liền chạy vội ra ngoài hàn triệt nhất thời sửng sốt anh ta cố gắng vùng vẫy trong đống lửa chờ người đến giúp một khung gỗ bất ngờ rơi xuống chỗ hàn triệt đang nằm thịnh noãn nhanh tay đỡ lấy nó thịnh noãn không chút nghĩ ngợi kéo tay hàn triệt đứng lên anh ta không ngờ người vào giúp đỡ mình lại chính là thịnh noãn sau khi băng bó vết thương cho hàn triệt xong Bác sĩ không quên dặn dò, hai ngày tới đừng để dính nước. Vâng, cảm ơn anh. Tô Niệm với vẻ mặt lo lắng hỏi, A à, Triệt, anh không sao chứ? Hàn Triệt cục mắt lắc đầu, không sao. Cảm ơn anh vừa nãy đã cứu em, lúc đó em bị dọa sợ, em xin lỗi, A à, Triệt, em biết anh trách em. Không sao, vốn dĩ là do em không đúng. Hàn Triệt vẫn tỏ thái độ hờ hững với cô ta, không sao, anh về phòng đây. Buổi tối, Hàn Triệt đi tới đi lui trước cửa phòng Thịnh Noãn. Mình đến cảm ơn thì sợ cái gì? đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Khi anh ta giơ tay lên định gõ cửa, thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra từ phía trong khiến Hàn Triệt bị cánh cửa đập vào mặt. Tôi đến cảm ơn cô mà sao cô mạnh tay thế? Được rồi không cần cảm ơn đâu, con chó con mèo gặp nguy hiểm tôi cũng sẽ cứu trong khả năng cho phép, huống chi tốt xấu gì anh cũng là con người. Sau đó cánh cửa bị đóng sầm lại. Hàn Triệt vẫn ngơ ngác đứng đó, bảo mình tốt xấu gì cũng là con người, sao cảm thấy mình như suýt bị xóa sổ khỏi thế giới loài người vậy? Thịnh Noãn đang trong phòng thì bộ phận chăm sóc khách hàng nhắc nhở cô, ông lớn đến rồi. Cô có chút ngạc nhiên, anh ấy đến đây làm gì vậy? Thịnh Noãn vừa ra mở cửa thì Phó Vân Tỷ vội vàng đến kiểm tra người cô, để anh xem đầu, cánh tay, không sao chứ, có bị thương không? Sau khi xác nhận Thịnh Noãn không bị thương, anh gần như thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo tay Thịnh Noãn đi, được rồi đừng quay nữa, về nhà. Thịnh Noãn không khỏi bật cười, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà, em cũng không bị thương, sao anh đến nhanh thế? có phải sau khi anh nhìn thấy thông báo của đoàn làm phim đã đến ngay lập tức không? Vẻ mặt Phó Vân Tỷ chợt cứng lại, em bớt tự mình đa tình đi, chỉ là anh rảnh rỗi không có việc gì để làm thôi. Nhìn bộ dạng của Phó Vân Tỷ, Thịnh Noãn có chút im lặng, lúc đầu lựa chọn ở bên anh ấy là định chút giận thay nguyên chủ, chuẩn bị giày vò anh ấy, nhưng sống cùng nhau lâu như vậy, bình tĩnh xem xét thì thấy anh ấy vốn chẳng phải là kẻ ghê tởm gì, hành động của mình có vẻ khá nhàm chán. Thịnh Noãn không lên tiếng, Phó Vân Tỷ có chút hối hận, thăm dò hỏi, "Này, em giận à?" Thịnh Noãn nhìn anh mỉm cười, không có. Phó Vân Tỷ không tin, vậy sao em không nói gì? Thịnh Noãn dừng một chút, có lẽ là vì quay phim quá mệt. Vậy thì không quay nữa, vất vả kiếm chút tiền này làm gì, sao phải vậy chứ? Thịnh Noãn giờ khóc giờ cười, vâng vâng vâng, không bằng ông chủ phó giàu có có tiền có thế ở đây. Cô kéo mặt anh sát lại gần rồi thầm thì, tối nay anh ngủ ở đây nha, đừng đi nữa. Ngày hôm sau, Thịnh Noãn đọc được một bình luận về bản nhạc của cô, bài hát nhẹ nhàng êm dịu như tiên nhân cưỡi mây đạp gió ung dung nhàn hạ yếu tố chiếc sáo mang đến cho con người cảm giác động tác mạnh mẽ hơn thịnh noãn có chút phấn khích người hâm mộ này được đấy không ngờ khúc nhạc mà mình viết lại được anh ta hiểu theo cách sâu sắc như vậy qua dịch vụ chăm sóc khách hàng thịnh noãn biết được người hâm mộ này chính là cố cẩm thành cô không khỏi nhăn mặt lại mình đã lấy một cái tên khác rồi mà sao còn gặp lại anh ta vậy kệ đi chặn luôn đi đúng lúc này nhân viên đoàn làm phim nói với thịnh noãn cô thịnh đến cảnh của chu nguyệt rồi thịnh noãn vui vẻ cười nói tôi đến đây. Cảnh quay tiếp theo là cảnh Thịnh Noãn diễn cùng với Tô Niệm, Tô Niệm trong vai Mạc Vân Thiền mặc một chiếc váy dài màu xanh quỳ dưới chân Thịnh Noãn, dân nữ tham kiến công chúa. Trung Nguyệt tiến đến gần rồi lên tiếng hỏi, ngươi chính là Mạc Vân Thiển sao? Thịnh Noãn đưa tay chậm rãi nhéo cầm Tô Niệm, ép cô ta ngẩng đầu lên, quả nhiên cũng khá đẹp đấy. Tô Niệm ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt có vẻ thân thiện và lạnh lẽo của Thịnh Noãn, cô ta vô thức lùi lại đẩy tay Thịnh Noãn ra. Giây tiếp theo mọi người đều sửng sốt, đạo diễn hầu hâm tức giận nói, Mạc Vân Thiền, Cô làm gì đấy? Tô Niệm đột nhiên tỉnh táo lại vội vàng giải thích, "Xin lỗi đạo diễn, vừa nãy tôi thấy không khỏe lắm." Đạo diễn hầu hâm nghiêm túc nói, "Điều chỉnh lại trạng thái lại một lần nữa đi." Tô Niệm đột nhiên cảm thấy có chút bất an, không ngờ kỹ năng diễn xuất của Thịnh Noãn tốt như vậy, diễn với cô ta mình bị áp đảo hoàn toàn. Nhưng may mà trong giới giải trí này không phải chỉ dựa vào thực lực. Tô Niệm đang định đi tìm Hàn Triệt thì bỗng nhiên phát hiện, Hàn Triệt đang đi về phía Thịnh Noãn, bộ dáng anh ta có chút lúng túng rồi nói với Thịnh Noãn: đạo diễn bảo tôi tìm cô tập cảnh tiếp theo thịnh noãn liếc anh ta một cái sao anh không đi tìm thấy vũ trí hàn triệt có chút khó chịu là vì trước đấy đạo diễn đã nhắc trước phải tranh thủ luyện tập cô tưởng tôi thích đi tìm cô chắc Ô vậy à thịnh loãn lại lên tiếng hỏi tiếp vậy gần đây anh có uống thuốc không có còn yếu không cầm kiếm vững chưa hàn triệt sắp phát điên nghiến răng nghiến lợi cười lạnh cô thử một lần sẽ biết một lát sau trường kiếm của hàn triệt đánh tới lại bị thịnh loãn cầm kiếm đỡ được ghi lại vào cổ anh ta anh hàn à xem ra anh vẫn phải tiếp tục uống thuốc thôi hàn triệt tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng khi nhìn thấy bộ dáng sang trọng tinh tế của thịnh noãn mà anh ta vô cớ có chút nóng lên cô nói chuyện thì nói chuyện sao lại đến gần tôi như vậy thịnh noãn thu kiếm về liếc nhìn anh ta với vẻ giễu cợt tự anh muốn xin luyện tập với tôi giờ lại ra vẻ thế này sợ tôi thích anh à hàn triệt tức giận sắp chết cô nói chuyện tử tế được không thịnh noãn nhướng mày vậy thì phải nhìn xem là ai đã nói xong cô cầm kiếm của mình quay người rời đi hàn triệt hít một hơi sâu tức giận đánh đánh không lại, mắng, mắng không nổi, thật là tức quá. Vào ngày Thịnh Noãn đang quay phim trên trường quay, trên mạng đột nhiên xuất hiện một tin tức, người tung tin chính là Cố Cẩm Thành, dùng đồ của người khác để khẳng định mình là một người phụ nữ tài năng phải không Thịnh Noãn. Bên dưới là bài hát mà Thịnh Noãn hát, giai điệu của bài hát này thực chất là do một người khác tên Dã Lộc dịu dàng hát. Sự việc lan truyền nhanh chóng trên mạng, người hâm mộ của Thịnh Noãn kêu gọi cô đưa ra lời giải thích, Noãn Noãn, cô mau nói rõ xem rốt cuộc là chuyện gì, tôi không tin cô ăn cắp, nếu là ăn cắp thì lộ liễu quá sau đó còn có người tự nhận là bạn cùng trường của thịnh noãn viết nghe nói hình như cô ta được bao nuôi phẩm chất như vậy mà đi ăn cắp thì có gì kỳ lạ đâu triệu giai mỹ và những người khác vô cùng phấn khích đây là cơ hội tốt chúng ta cũng mau chứng minh đi tô niệm ngồi im không lên tiếng nhưng trong lòng đang mừng thầm mình vẫn coi cô ta là đối thủ thế này vẫn chưa tệ lắm mà cứ tự tìm đường chết trước hàn triệt lấy điện thoại gọi điện cho cố cẩm thành cố nhị chuyện của noãn noãn có phải là do cậu mua thủy quân có đúng không đã xảy ra chuyện gì vậy cậu đừng có mà quá đáng đừng trêu chọc phó vân tỷ cố cẩm thành thản nhiên đáp chọc thì chọc thôi thịnh noãn cô ta không nên ăn cắp nhạc của người khác đó là người mà tôi thích có trách thì cũng chỉ có thể trách cô ta không biết xấu hổ mà thôi nói xong cố cẩm thành đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ hàn triệt cậu đang nói thay cô ta sao hàn triệt giật mình đồng thời hét lên cậu đừng nói linh tinh ai nói thay cô ta chứ không nói thì không nói thôi cút đây tôi có tin nhắn đến cố cẩm thành mở tin nhắn ra đọc là bài đăng của thịnh noãn tài khoản giã lộc dịu dàng chính là tôi ảnh chụp màn hình tài khoản làm bằng chứng Cô cẩm thành hoàn toàn choáng váng giã lộc chính là thịnh noãn sao gần đây mình đang thảo luận về âm nhạc làm mình nghĩ là người đăng lên rất có tài vậy mà lại là thịnh noãn không được mình phải hỏi cho rõ anh ta cầm điện thoại nên nhắn tin cho tài khoản giã lộc dịu dàng của thịnh noãn nhưng gửi tin nhắn thất bại cô ấy vậy mà lại chặn tin nhắn của mình thịnh noãn đã kiện triệu mỹ giai và đám bạn của cô ta yêu cầu họ xin lỗi công khai vì nói cô ăn cắp nhạc của người khác triệu mỹ giai và những người khác đều sửng sốt tớ đã nhận được thư từ luật sư của thịnh noãn yêu cầu tớ phải xin lỗi cô ta tớ cũng nhận được rồi hơn nữa tớ còn thấy cố cẩm thành đã đăng lên mạng xin lỗi bây giờ chuyện này đã lên hot search người trong nhà tớ nói không xử lý được bởi vì có phó vân tỷ nhúng tay vào tô niệm nghe nói vậy thì sắc mặt hoàn toàn biến đổi cô ta không ngờ phó vân tỷ vậy mà lại ra tay giúp đỡ thịnh noãn triệu giai mỹ và đám bạn liền nghĩ đến cách cầu cứu tô niệm 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 cậu đi nói với phó vân tỷ đi dù sao chúng ta cũng là bạn thời thơ ấu anh ta vì tình nhân mà khiến bọn tớ mất mặt, phải đến mức như vậy sao?" Phải đó, Niệm Niệm cậu đi nói với Phó Vân Tỷ, anh ta nhất định sẽ nghe cậu, Niệm Niệm, bọn tớ cũng là vì chút giận thay cho cậu mà, cậu sẽ không bỏ mặc bọn tớ chứ?" Tô Niệm hít sâu một hơi sau đó mỉm cười, đương nhiên là tớ không bỏ mặc các cậu rồi, để tớ đi thử xem. Tô Niệm không thể làm gì với Phó Vân Tỷ, nhưng mẹ của anh ấy thì lại rất thích cô ta, trước đây còn mạnh miệng nói về hôn sự của cô ta và Phó Vân Tỷ, nghĩ vậy, cô ta liền đến tìm mẹ của anh khi nghe tô niệm nhắc tới thịnh noãn vẻ mặt của thẩm viên hoàn toàn không thể tin được bao nuôi tình nhân sao cháu nói vân tỷ bao nuôi tình nhân còn vì cô ta mà làm to chuyện bắt hai đứa nó xin lỗi sao cháu tưởng là cô biết cô thẩm có lẽ là có hiểu lầm gì đó cô đừng giận cả đời này cô ghét nhất là cái loại phụ nữ hèn hạ làm tình nhân của người khác tô niệm mỉm cười dường như cô ta đã đạt được mục đích vài ngày sau thịnh noãn nhận được một số điện thoại lạ đó là thẩm viên mẹ của phó vân tỷ hẹn gặp cô khi thịnh noãn đến và ngồi xuống trước mặt thẩm viên bà ăn mặc sang trọng ánh mắt khinh thường nhìn thịnh noãn từ trên xuống dưới thịnh noãn cũng không hề cảm thấy khó chịu vì ánh mắt của bà chỉ thản nhiên ngồi đó uống cà phê một mình thẩm viên khẽ nhíu mày lập tức ý thức được cô minh tinh nhỏ này quả nhiên không đơn giản cuối cùng thẩm viên cũng mở miệng thịnh tiểu thư hôm nay tôi đến tìm cô là có vài chuyện muốn hỏi cô thịnh noãn mỉm cười cô không cần vòng vo cô cứ vào chủ đề chính đi thịnh tiểu thư mục đích rõ ràng đấy nếu đã như vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa trong thẻ này có một nghìn vạn rời xa con trai tôi đi cũng hy vọng cô biết điểm dừng đừng mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình thịnh noãn nhướng mày liếc nhìn tấm thẻ sau đó nghiêm túc nói bác gái à bọn cháu thực sự yêu nhau mà chúng cháu là tình yêu đích thực cần phải trả nhiều tiền hơn thẩm viên sửng sốt một lát có chút không thể tin được cô vừa nói cái gì vậy thịnh noãn mỉm cười nhìn bà ta bà cầm một chiếc thẻ đến đây để sỉ nhục tôi mà vẫn cảm thấy tôi nên tôn trọng bà sao còn về phần thêm tiền chẳng qua chỉ là một câu nói đùa thôi lão phu nhân lệch nhịp với xã hội quá Thẩm Viên ngồi đối diện tức giận đùng đùng, nhưng Thịnh Noãn cũng vẫn chưa chịu dừng lại, bà rõ ràng cầm tiền đến sỉ nhục tôi, tôi còn chưa nổi giận thì thôi, bà có cần giận đến mức đấy không? Thẩm Viên không nhịn được nữa đập tay xuống bàn, "Đi, cô đi ngay cho tôi." Thịnh Noãn nhún vai, "Tôi cũng đang định rời đi đây, tính tình tôi tệ quá." Nói xong Thịnh Noãn vẫy tay chào bà ta, "Bữa này bà mời nhé, tạm biệt, tiền là của bà, con trai cũng là của bà." Trong nhà hàng, Thẩm Viên thật lâu không thể tin nổi, chỉ cần có bà ta ở đây một ngày người phụ nữ này đừng hòng ở bên cạnh phó vân tỷ ba ngày sau tại nước a thịnh noãn vừa xuống sân bay thì nhận được điện thoại của phó vân tỷ sao em cứ tắt máy vậy em không ở nhà sao em đang ở nước a bài hát mà em viết lần trước đã được thông qua bên này mời em đến thử thu âm sắc mặt phó vân tỷ có chút khó coi sao em không nói với anh một tiếng thịnh noãn vội vàng đáp không phải em đang nói với anh đây sao phó vân tỷ càng tức giận hơn em ở nước ngoài rồi mới nói với anh thế này thì có khác gì không nói đâu thấy có người đàn ông vẫy tay với mình, thịnh noãn liền nói với anh, người đón em đến rồi, em cúp trước đây. Ngay sau đó điện thoại Phó Vân Tỷ vang lên những tiếng tút tút, anh không khỏi tức giận, lại cúp điện thoại của mình. Cuối cùng thịnh noãn cũng thu âm xong bài hát của mình, khi cô đang bước ra khỏi tổng bộ thì bất ngờ có một chiếc xe chặn trước mặt. Một nam thanh niên từ trong xe bước ra, chào thịnh tiểu thư, tôi là hình khả, biệt hiệu là ca thần, lần trước chúng ta đã từng chơi game với nhau. Thịnh Loãn lúc này cũng nhận ra anh ta, à, thì ra là anh à, đúng lúc tôi cũng ở bên trong nghe thấy thịnh tiểu thư đến thu âm bài hát trong ba bài thì tôi thích của cô hơn ở nước ngoài mà có thể gặp được cũng là duyên phận thịnh tiểu thư có thể mời tôi ăn bữa cơm không thịnh noãn chỉ còn biết câm nín người này không theo chiều cũ à nếu mời mình ăn cơm mình còn có thể từ chối nhưng bảo mình mời ăn cơm mà mình từ chối hình như hơi lạ nhưng đã từng cùng nhau chơi game anh ta cũng khá thân thiện với mình nghĩ vậy thịnh noãn liền đồng ý vậy thì chúng ta đi thôi hình khả vui vẻ mở cửa xe cho cô cảm ơn tôi biết gần đây có nhà hàng không tồi, cùng nhau qua đó đi. Trong khi Thịnh Noãn đang cầm thực đơn chọn món, bỗng nhiên cô nghe thấy lời nhắc từ bộ phận chăm sóc khách hàng, ký chủ xin hãy lưu ý, chuyện cô gặp hình khả ở nước ngoài đã bị fan trong nước chụp trộm. Cùng lúc đó ở trong nước, bức ảnh Thịnh Noãn và hình khả đã xuất hiện trên mạng, một người là tuyển thủ nổi tiếng trong cuộc thi tài năng, người kia là nhà vô địch game toàn cầu nổi tiếng trên mạng, cả hai đều có sức ảnh hưởng nhất định. Với lượng fan hùng hậu, bức ảnh này ngay lập tức gây nên làn sóng sau khi được đăng tải, trai tài gái sắc, hai người này xứng đôi quá, ở bên nhau đi. Trong nhóm, Triệu Giai Mỹ cũng đang chia sẻ bài viết, nhìn thủ đoạn này của cô ta đi, chẳng lẽ cô ta rời khỏi bốt phó rồi sao, Hàn Triệt thấy chuyện này rất bình thường. Cùng nhau ăn cơm thôi mà, sao các cô làm chuyện xấu mà còn thích nói người khác vậy, cô Cẩm Thành cũng rất thản nhiên, chỉ là ăn giữa ban ngày thôi, sẽ không giống trên mạng nói đâu. Phó Văn Tỷ khi nhìn thấy bức ảnh, anh thất thần một lúc sau đó sắc mặt tối sầm, anh mím môi gõ chữ. Em không muốn giải thích à, câu trả lời của Thịnh Noãn đến rất nhanh, em có chút việc về gặp nhau thì nói phó vân tỷ cố gắng không tức giận trên thực tế anh không nghĩ thịnh noãn sẽ có quan hệ gì với người đàn ông đó nhưng điều anh tức giận là thịnh noãn đã bỏ đi mấy ngày mà không hỏi ý kiến anh lại bị chụp ảnh như thế này thịnh noãn cho dù em muốn gì cũng không phải là vấn đề quan trọng là em phải nhận ra một điều em là của anh phó vân tỷ lại gửi tin nhắn cho thịnh noãn hỏi cô khi nào em mới về cô nhanh chóng trả lời lại ngày kia như vậy là còn hai ngày nữa phó vân tỷ lại tức giận khi Thịnh Noãn trở về ký túc xá liền gọi điện cho Phó Vân Tỷ, chiều gặp nhau nói chuyện chút được không? Giọng điệu Phó Vân Tỷ nhàn nhạt, nhạt nói, chiều nay anh còn có việc. Vậy thì sáng mai, chiều mai em phải đến đoàn làm phim, sáng mai anh có rảnh không? Giọng điệu Phó Vân Tỷ càng lạnh lùng hơn, ngày mai cũng không rảnh. Khi Thịnh Noãn đang định nói tiếp Phó Vân Tỷ lập tức cúp máy. Thịnh Noãn có chút choáng váng, sao cứ cảm thấy hôm nay anh ấy có gì đó không đúng lắm nhỉ? Đột nhiên giọng nói của An Nhiên và Mễ Lạc từ phía sau vang lên, Loãn Loãn cậu về rồi? đúng lúc chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi tiện đi mua sắm luôn thịnh noãn vui vẻ đồng ý được nhưng tớ muốn đi tắm trước đã không thành vấn đề cậu đi tắm đi bọn tớ đợi cậu thịnh noãn và hai cô bạn vào nhà hàng cô không ngờ lại nhìn thấy phó vân tỷ cũng ở đó phó vân tỷ đang ngồi cùng mẹ anh đối diện là tô niệm thịnh noãn khẽ tặc lưỡi chẳng trách lại nói không có thời gian thì ra là có chuyện quan trọng lúc này phó vân tỷ cũng nhìn thấy thịnh noãn trong khoảnh khắc đầu tiên vẻ mặt anh có chút cứng ngắc nhưng sau đó anh lại nghĩ đến mẹ mình ở bên cạnh, nhớ đến bức ảnh Thịnh Noãn và Hình Khả bị chụp lại. Thịnh Noãn vẫn còn chưa giải thích với anh và họ vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, tại sao anh phải nên tiếng trước? Nghĩ vậy Phó Vân Tỷ thu hồi ánh mắt và không nhìn cô nữa. Sau bữa tối, Thẩm Viên cố ý bảo Phó Vân Tỷ đưa Tô Niệm về nhà nhưng anh nhẹ nhàng viện cớ về công ty họp. Sau đó nói để anh gọi tài xế đưa Tô Niệm về, Tô Niệm cũng vui vẻ đồng ý, "Được, công việc của anh quan trọng hơn." Quả nhiên Phó Vân Tỷ không giống những người đàn ông khác, mấy thủ đoạn của cô ta cũng vô dụng với anh bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải chiếm lấy vị trí ở bên cạnh phó vân tỷ trước còn cái khác cô ta có thể từ từ dạy bảo thịnh loãn trở về nhà phó vân tỷ thì liền nhìn thấy bản thỏa thuận nuôi dưỡng mà anh để trong ngăn kéo cô cầm nó nên đọc rồi không khỏi suy nghĩ suýt nữa thì quên mất trong nguyên tắc chỉ có nguyên chủ mới ngu ngốc coi đoạn tình cảm này như đang yêu đương mà trong mắt phó vân tỷ nguyên chủ chẳng qua chỉ là người tình thế thân mà anh ta bao nuôi thịnh loãn đưa nó cho dì lưu rồi nói đây không phải đồ của tôi ồ dì lưu có chút bối rối vậy chắc là của thiếu gia đợi ngày ấy về tôi hỏi vậy thịnh noãn cầm điện thoại nên gọi cho phó vân tỷ em nghĩ lại rồi hình như chúng ta cũng không cần phải nói chuyện trước mặt đâu chúng ta chia tay đi phó vân tỷ ngồi đó ôm chặt chiếc điện thoại sắc mặt tái mét thịnh noãn không nhận ra có điều gì đó không ổn cô chỉ hỏi lại phó vân tỷ anh có nghe thấy tôi nói không dừng một chút phó vân tỷ mới kiềm chế được cơn tức giận anh lạnh lùng nói thịnh noãn bình thường em có như thế nào cũng không sao nhưng anh không thích em dùng cách này thịnh noãn nghiêm túc giải thích không phải em muốn kiếm chuyện với anh, giờ em rất bình tĩnh cũng đang nghiêm túc bàn chuyện này với anh. Là vì ba ngày anh đã đi ăn cơm với người khác có đúng không, anh đi cùng mẹ, trước đó cũng không biết là còn có người khác. Anh đừng hiểu lầm, em không phải vì lý do này, chỉ là chuyện giữa hai chúng ta không liên quan đến người khác. Không phải vì cái này thì vì cái gì, tối nay anh bay ra nước ngoài giải quyết công việc, ngày mai về, có gì thì gặp nhau rồi nói với anh. Nói xong Phó Vân Tỷ trực tiếp cút điện thoại, anh hiếm khi thực sự tức giận, nhưng vào lúc này sự tức giận trong anh gần như biến thành hiện thực anh không hiểu tại sao cô đột nhiên muốn chia tay dù tuần trước họ vẫn ổn chẳng lẽ anh đối với cô vẫn chưa đủ tốt sao tại phim trường hàn triệt ngồi bên cạnh hỏi thịnh noãn sáng nay nghe thấy cô nói chuyện điện thoại ở phòng trang điểm đang tìm nhà à bạn tôi có một căn nhà tầng lớn cách trường cô cũng không xa có cần tôi hỏi giúp cô không thịnh noãn không chút do dự nói không cần hàn triệt có chút nghẹn ngào hỏi tại sao thịnh noãn chỉ hờ hững đáp đắt quá hàn triệt lập tức nhướng mày đúng là vấn đề lớn căn nhà đó vẫn trống tôi gọi điện cho anh ta nói một tiếng là cô có thể qua đó ở ngay thịnh noãn tỏ vẻ khó chịu anh cần tôi phải nói là tôi không muốn có liên quan gì đến anh với bạn bè của anh sao sắc mặt hàn triệt đột nhiên tối sầm không nói nên lời nhìn cô cô có thể đừng nói bóng nói gió nữa được không thịnh noãn nói tôi mắng thẳng mặt như vậy sao có thể coi là nói bóng nói gió được hàn triệt mặt không biểu tình nhìn cô liếc mắt một cái liền đứng dậy rời đi thịnh noãn mỉm cười sao lại đi rồi anh hàn nói chuyện thêm lúc nữa đi phía sau tô niệm dựa vào ghế nhìn thịnh noãn đôi mắt cô ta đầy vẻ nhàn nhã đợi đăng tin lên xem cô còn có thể tung tăng được mấy ngày vài ngày sau trên mạng xuất hiện một tin nóng thí sinh họ thịnh của chương trình thiếu nữ bình minh bị nghi là tình nhân được bao nuôi bởi một đại gia họ phó phó văn tỷ đã xử lý xong công việc ở nước ngoài lúc này đang chuẩn bị ở sân bay về nước thì đọc được thông tin trên mạng xảy ra chuyện lớn thế này mà cô ấy lại không tìm mình từ đầu đến cuối một cái tin nhắn hay một cuộc điện thoại cũng không có cô ấy còn soạn bài đăng mới còn đăng ảnh đi mua sắm trong vòng bạn bè, giống như không liên quan gì đến những lời đồn này, mà mình cũng vô giá trị. Ngay sau đó, một cư dân mạng khác đã đăng một bức ảnh, đó là một bức ảnh trên con phố nổi tiếng ở Bắc Kinh. Trong ảnh, một đôi nam nữ rất đẹp đôi tay trong tay cầm cốc trà chanh và đang nói chuyện cùng nhau. Chỉ cần nhìn vào bức ảnh là đã cảm thấy rất ngọt ngào. Cư dân mạng lại bắt đầu bàn tán. Thực sự ở cùng nhau à? Hóa ra thực sự có một xeo như thế. Tôi cứ nghĩ xeo có phẩm chất này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Họ thực sự là những người tình ngầm sao? và khi bức ảnh đó xuất hiện người ta đã xác nhận rằng thịnh noãn và phó vân tỷ có mối quan hệ thân thiết với nhau khi đó thẩm viên đã phát hành một bài đăng dưới tên của bà trước những lời hỏi thăm của người thân bạn bè tôi xin được thanh minh phó vân tỷ chủ tịch khoa học công nghệ phó thị không có quan hệ gì với nữ nghệ sĩ họ thịnh tôi hiểu một số nghệ sĩ trẻ muốn đi đường tắt nhưng phó vân tỷ từ nhỏ đến lớn đã được giáo dục là sẽ không chấp nhận loại phụ nữ này nhiều nhất cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ một chút dù sao thằng bé cũng là một quý ông phong độ và hào phóng phó vân tỷ lúc này đang trong một hội nghị khoa học công nghệ khi anh đọc được những tin tức này lập tức ra lệnh cho trợ lý mặc kiệt cậu đi xử lý mấy cái này ngay đi chuyện hai người bọn họ dẫn dỗi nhau là chuyện giữa bọn họ không có nghĩa là người khác có thể nhân cơ hội để gây dối nữ mc dẫn chương trình bước đến trước mặt phó vân tỷ rồi nên tiếng hỏi thật hiếm khi có thể gặp được phó tổng phó tổng là người trẻ nhất ở đây là người giỏi giang lại vừa bí ẩn quả thực quá khó gặp phó tổng tôi hỏi thay cư dân mạng có tin đồn trên mạng là nữ minh tinh họ thịnh có quan hệ thân thiết với ngài có thật không ạ? À? Sắc mặt Phó Vân Tỷ đột nhiên tối sầm, tuy anh không biết Thịnh Noãn có ý gì, nhưng cho dù thế nào thì trong trường hợp này nhất định không thể trả lời được. Vì vậy anh liền lên tiếng nói với nữ MC, trước mắt bên cạnh tôi chỉ có bạn bình thường, cảm ơn. Trên mạng, sau khi câu trả lời của Phó Vân Tỷ được lan truyền, một làn sóng tranh luận diễn ra, ngài ấy phủ nhận rồi, quả nhiên nói giống y hệt mẹ ngài ấy. Ngài ấy căn bản không chấp nhận Thịnh Noãn, sao chụp được ảnh rồi mà còn nói không quen, tôi không tin, tôi phải đợi chị nhỏ trả lời sau khi buổi hội nghị kết thúc phó vân tỷ ngồi trên xe trở về lúc này anh mới nhìn thấy bài đăng trên mạng của mẹ mình vẻ mặt anh có chút sừng sốt mình chỉ trả lời lấy lệ trước giới truyền thông mà lại không biết mẹ mình đã đăng bài trên mạng giờ người khác nhìn vào lại trông như mình tin lời của mẹ ngay lúc đó anh cũng xem được một bài đăng đính chính của thịnh noãn trong khoảng thời gian ở chung với ngài phó tôi không tiêu một đồng nào của anh ta anh ta tặng tôi quà tôi cũng tặng món quà tương xứng với số tiền đó hai từ bao nuôi này tôi không dám nhận về lời thanh minh thẩm phu nhân đưa ra với giá một nghìn vạn làm điều kiện để tôi rời khỏi anh ta tôi không hề nhận một đồng nào của bà ấy cũng đã chia tay trong hòa bình với ngài phó đến cũng đến rồi xin hãy bỏ phiếu cho tôi phó văn tỷ ngay lập tức gọi điện cho thịnh noãn nhưng đều không liên lạc được anh trở về căn biệt thự của mình cả căn phòng của thịnh noãn đều trống không không thấy hình bóng của cô dì lưu vội vàng ra hỏi thiếu ra xảy ra chuyện gì vậy ạ à? phó văn tỷ quay sang hỏi bà thịnh noãn đã chuyển hết đồ đi rồi sao vâng hôm qua thịnh tiểu thư nói mấy thứ đó phải dùng trong trường nên đã gọi người chuyển đi hết rồi ạ à. thiếu gia có chuyện gì sao phó vân tỷ trầm giọng hỏi lúc cô ấy rời đi có nói gì không không ạ à, cô ấy không nói gì cả phó vân tỷ đột nhiên nhìn thấy tờ giấy trên bàn thứ trên bàn là gì vậy dì lưu giải thích đó là văn kiện thịnh tiểu thư để lại ạ à. thịnh tiểu thư nói văn kiện này không phải là của cô ấy tôi còn muốn hỏi có phải thiếu gia đã quên hay không đây cũng không biết có quan trọng không phó vân tỷ vừa mở thỏa thuận ra xem cũng vào lúc này anh chợt nhớ đến câu nói đầu tiên về bài đăng của thịnh noãn cô ấy nói rằng chưa bao giờ tiêu một xu nào của anh phó vân tỷ quay sang hỏi trợ lý mặc kiệt chiếc thẻ tôi cho thịnh noãn cô ấy có dùng lần nào không mặc kiệt trả lời phó tổng tôi chưa từng nhận được thông báo tiểu thư cô ấy chưa từng dùng tiền trong chiếc thẻ đó phó vân cần chạy đến nhìn trên tay của anh trai mình là thỏa thuận bao dưỡng trong đầu cậu đột nhiên có suy đoán anh à trước đấy thịnh noãn sẽ không tưởng rằng chị ta với anh là đang yêu đương thật chứ chị ta tưởng là mình với anh đang yêu đương Kết quả phát hiện bản thân chỉ là tình nhân nhỏ mà anh bao nuôi, mà còn là thế thân của người khác, lại còn bị mẹ cảnh cáo, bây giờ nghĩ lại em thấy hôm Tô Niệm đến nhà thăm mẹ đã làm gì đó rồi. Phó Vân tỷ lập tức nổi giận, thế thân cái gì? Rốt cuộc em đang nói gì vậy? Tô Niệm xúi dục mẹ đi tìm Thịnh Noãn sao? Còn nữa, là ai đã nói Thịnh Noãn là thế thân của Tô Niệm vậy? Phó Vân cần có chút bối rối thành thật trả lời, mọi người đều nói như vậy, anh theo đuổi Tô Niệm bị từ chối, sau này gặp được Thịnh Noãn, thấy có chút giống Tô Niệm nên anh đã bao nuôi chị ấy làm thế thân của Tô Niệm để bày tỏ tình yêu của mình, lẽ nào không phải sao? Sắc mặt Phó Vân Tỷ đã có chút u ám, đúng lúc này điện thoại di động của anh reo lên, khi nhìn thấy đó là số điện thoại của Thịnh Noãn, anh nhanh chóng bắt máy, "Thịnh Noãn, em nghe anh nói, chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh phủ nhận không phải vì không chấp nhận em, mà là lo sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của em, cũng không có thế thân gì cả, anh cũng vừa mới biết, em tin anh đi, không có thế thân." Thịnh Noãn vừa mới tắm xong, Nhìn thấy Phó Vân Tỷ gọi điện đến liền gọi lại cho anh, suy nghĩ của cô ban đầu rất đơn giản, chỉ là cô và Phó Vân Tỷ có thể đến với nhau và chia tay trong hòa bình, nhưng hiện tại mọi thứ đều đang rất hỗn loạn, cô không sợ người khác làm phiền mà chỉ cảm thấy có chút khó chịu. Giọng nói của Phó Vân Tỷ vẫn vang lên, anh không biết việc mẹ anh từng đi tìm em, cũng không biết việc bà ấy đã đăng lên mạng, nếu bà ấy có nói gì làm em tổn thương, anh xin lỗi em. Phó Vân Tỷ nói ba chữ anh xin lỗi, không có bất kỳ gánh nặng nào, vốn dĩ giữa thịnh noãn và anh không có mâu thuẫn gì nhưng mọi chuyện trở nên như thế này là do những người khác đang đổ thêm dầu vào lửa nghe thấy giọng nói của phó vân tỷ khàn khàn và run rẩy thịnh noãn cảm thấy bất lực bà ấy không làm em bị tổn thương bởi vì em cũng không khách sáo với bà ấy anh không cần phải xin lỗi đâu trước đây em muốn nói chuyện chia tay với anh chỉ là không nghĩ tới việc trên mạng sẽ ồn ào thành ra như thế này đây chỉ là chuyện giữa hai chúng ta không liên quan đến người khác thực ra mình và anh ấy không có mâu thuẫn gì cả mấy hôm nay là do có người chia rẽ nên mới thành ra như thế này phó vân tỷ sửng sốt anh có chút bối rối, thận trọng hỏi, vậy anh có chỗ nào không tốt khiến cho em tức giận sao? Phó Vân Tỷ, từ lúc bắt đầu, mối quan hệ của chúng ta đã không phải là kiểu đặt tình cảm lên đầu, anh muốn bao nuôi một con chim hoàng yến, em muốn tìm người yêu tạm thời, bên nhau đúng thời điểm, muốn kết thúc thì cứ để nhau đi, không phải vậy sao? Phó Vân Tỷ không khỏi sửng sốt, cô ấy nói đúng, mối quan hệ của mình và cô ấy vốn không đặt tình cảm lên hàng đầu, nhưng mà sao giờ mình lại cảm thấy có gì đó không nữa chứ? Anh không đồng ý, thịnh noãn, nếu đã nói là mối quan hệ hai người vậy thì không thể chỉ một người nói là được anh không đồng ý chuyện chia tay thịnh noãn có chút kinh ngạc nhưng cũng có chút buồn cười anh bình tĩnh lại nghĩ kỹ rồi nói em muốn nghỉ ngơi nói sau nhé phó vân tỉ sững sờ buông điện thoại xuống phó vân cần bất đắc dĩ nhìn bộ dạng anh trai của mình đột nhiên nghe điện thoại của thịnh noãn thì biến thành cún con cúp máy liền biến thành ác quỷ dọa cho anh ta choáng váng ngay sau đó anh ta nghe thấy phó vân tỉ quay về phía mình rồi nói kể cho anh nghe về chuyện thế thân Phó Vân tỷ đăng một bài viết trên mạng đính chính, những gì Thịnh tiểu thư nói là đúng, cô ấy với tôi qua lại bình đẳng, phủ nhận là vì muốn tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ sự nghiệp của cô ấy, lúc mẹ tôi đăng bài phát ngôn tôi không hề hay biết và đó chỉ là ý muốn cá nhân của bà ấy. Tôi không đồng ý, Thịnh tiểu thư là người rất quan trọng đối với tôi, về những lời bịa đặt hay là bôi nhọ Thịnh tiểu thư trên mạng, bộ phận pháp lý của Phó thị sẽ can thiệp xử lý. Thẩm Viên nghe được tin tức này thì lập tức nổi giận, "Phó Vân tỷ, con đang làm gì vậy? Con muốn giúp con khốn kia đối phó với mẹ con đúng không?" những gì con nói là sự thật nếu mẹ cảm thấy mình bị chĩa mũi nhọn vào vậy thì mẹ nên nghĩ lại xem có phải là vấn đề của bản thân mình không còn nữa thịnh noãn không phải là con khốn gì cả cô ấy rất quan trọng với con nói xong anh lập tức cúp máy lúc này giọng nói của trợ lý mặc kiệt vang lên phó tổng đã đến khách sạn chỗ đoàn làm phim của thịnh tiểu thư ạ à. cậu dừng ở đây đi phó vân tỉ ngước mắt nhìn lên khách sạn trong lòng có chút thoải mái hơn gần cô ấy hơn cũng có thể an tâm hơn cùng lúc đó phó vân cần đang nổ súng trong nhóm tô niệm phiên đứng ra giải thích chuyện anh tôi không thể yêu cô, chính miệng anh tôi đã nói rồi. Lúc đó chỉ đề nghị qua lại với cô vì mục đích liên hôn, sau khi cô từ chối thì anh ấy cũng không liên lạc gì với cô, xin hỏi rốt cuộc là ai đang diễn vậy. Ngay sau khi tin nhắn của Phó Vân Cần được gửi đi, Triệu Gia Mỹ lập tức xuất hiện, Phó Vân Cần, cậu bị điên à, chính cậu cũng nói là anh cậu tỏ tình à. Phó Vân Cần không khỏi nổi điên lên, các cô bảo lời đề nghị liên hôn gọi là tỏ tình sao, một năm không liên lạc mà gọi là không thể yêu à có phải các cô đã tự biên tự diễn cả một bộ phim dài tập trong đầu không? Triệu Giai Mỹ nhắc đến Tô Niệm, Niệm Niệm, cậu nói với cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi, có phải cậu ta uống nhầm thuốc không? Đúng lúc này, tin nhắn của nhóm nhắc nhở, Phó Vân Tỷ gia nhập nhóm, tất cả mọi người đều choáng váng, một dòng tin nhắn ngắn gọn. Về vấn đề người thay thế và bôi nhọ thịnh noãn, 9 giờ sáng mai cho tôi một lời giải thích, ngay sau đó Phó Vân Tỷ thoát khỏi nhóm trò chuyện. Cả nhóm lại rơi vào im lặng chết chóc, Phó Vân Tỷ vậy mà lại đích thân ra mặt sao, 9 giờ sáng mai mà không cho anh ta một câu trả lời thỏa đáng thì bọn mình sẽ tiêu đời à. Phó Vân tỷ chỉ nói một câu cũng không có lời lẽ uy hiếp, nhưng trong nhóm toàn là những người đã cùng nhau lớn lên, bọn họ đều biết hành vi của Phó Vân tỷ. Buổi sáng, khi Thịnh Noãn bước ra ngoài thì đã thấy Phó Vân tỷ xuất hiện ở dưới nhà. Khi nhìn thấy Thịnh Noãn, Phó Vân tỷ vẻ mặt bất an, trong mắt tràn đầy lo lắng. Từ bộ phận chăm sóc khách hàng, Thịnh Noãn biết được Phó Vân tỷ đã đến đây từ tối qua, đã đợi ở đây cả đêm. Cô liền lên tiếng hỏi, "Sao anh lại đến đây?" phó vân tỷ khàn giọng đáp anh muốn gặp em anh rất muốn gặp em thịnh noãn gật đầu vậy giờ anh gặp được rồi đó anh muốn gặp em còn muốn nói với em mấy chuyện kia anh sẽ xử lý hết em đừng giận anh nữa có được không thịnh noãn quay mặt đi hờ hững nói hôm qua em đã nói với anh rồi em không trách anh vậy tại sao em không cần anh nữa phó vân tỷ anh nên hiểu rõ về mối quan hệ giữa hai người chúng ta chúng ta đều có được những gì chúng ta cần phó vân tỷ lắc đầu không phải không phải như vậy nước mắt anh sắp rơi Đầu óc rối bời không biết giải thích như thế nào. Thịnh Noãn nhìn thời gian, em phải đến đoàn làm phim, nếu bị muộn thì sẽ làm chậm trễ công việc của người ta, Phó Vân Tỷ vội vàng nói. Vậy thì em đừng chặn anh cũng đừng phớt lờ anh có được không? Anh thì sẽ không làm phiền em, chỉ là anh sợ sẽ không tìm được em. Thịnh Noãn gật đầu, được rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi, trông anh giống như bị thây ma cắn vậy. Phó Vân Tỷ giật giật khóe miệng nhưng lại không thể cười được. Anh muốn ôm Thịnh Noãn nhưng lại sợ cô chán ghét anh, vì vậy đành nói, vậy anh trở về đây anh về xử lý mấy người bắt nạt em, em ngoan ngoãn đợi anh nhé. Nói xong, anh nhìn thật sâu vào thịnh noãn rồi quay người xảy bước trở lại xe. Sáng hôm đó, trên trang web chính thức của Phó Thị đã đưa ra một thông báo, từ giờ trở đi, bà thẩm viên sẽ không còn giữ chức vụ giám đốc trong công ty của chúng tôi nữa, hiện tại đang thông báo để mọi người cùng biết. Triệu Giai Mỹ, Thư Nhã Quân và Cố Sinh cũng đều bị gia đình mắng mỏ, hỏi họ đã làm gì xúc phạm đến nhà họ phó mà khiến công ty bị nhà họ phó đàn áp. Lúc này cả ba cô gái đều nhắm vào tô niệm, niệm niệm, cậu nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi tớ sắp bị bố đánh chết rồi phải đó niệm niệm không phải cậu nói người phó vân tỷ thích là cậu sao tại sao cậu phải làm như vậy lần trước tớ cũng vì cậu nên mới nhắm vào thịnh noãn cậu không thể bỏ mặc bọn tớ được tô niệm chỉ hờ hững nói lúc đó tớ nói với bọn cậu phó vân tỷ đề nghị qua lại với tớ thì tớ từ chối tớ cũng không nói anh ta có cảm giác gì với tớ tớ cũng không nói thịnh noãn là thế thân của tớ các cậu nhắm vào thịnh noãn tớ cũng ngăn cản mà các cậu không nghe còn về thư nhã quân không phải cậu vì ca thần mới nhắm vào thịnh loãn sao liên quan gì đến tớ chứ mấy cô gái tỏ ra rất bức xúc chính cậu gửi tin nhắn cho tôi nói cậu đã từ chối phó vân tỷ cảm giác như chuyện đó làm anh ta tổn thương rất nhiều trong lòng cậu rất ái náy cậu còn nói tình nhân của phó vân tỷ có chút giống cậu cậu cảm thấy rất có lỗi với anh ta hơn nữa lúc bọn tôi nhắm vào thịnh loãn trong nhóm cậu còn nói có mấy người bạn như bọn tôi rất vui không phải chính là khích lệ trá hình để bọn tôi nhắm vào thịnh loãn sao bọn tôi ra mặt vì cậu thậm chí còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh trong nhà kết quả trong mắt cậu, tôi lại là tên hề làm trò nhảy nhót. Tôi sẽ gửi lịch sử trò chuyện vào nhóm, từ nay về sau coi như tôi không quen biết cậu. Nói xong ba cô gái quay người bỏ đi, Tô Niệm vẫn tỏ thái độ bình thản, bây giờ công nghệ Photoshop phát triển như vậy. Chỉ cần cô ta không thừa nhận là mình đã gửi tin nhắn, thì có bao nhiêu người sẽ tin bọn họ chứ? Lúc này thẩm viên đã đến văn phòng của Phó Vân Tỷ chất vấn, con lại có thể vì người phụ nữ kia mà không cho mẹ con chút thể diện nào sao? Mẹ, không phải chỉ có thể diện của mẹ, cô ấy cũng là con gái, cũng có danh dự mẹ bôi nhọ cô ấy như vậy có từng nghĩ đến thể diện của cô ấy không thế nên con mới giúp cô ta đối phó với mẹ sao cho dù cô ta có khiêu khích mẹ con cũng muốn giúp cô ta đúng không giọng nói của phó vân tỷ có chút lạnh lùng vang lên mẹ là mẹ sỉ nhục cô ấy trước không phải sao mẹ không thể yêu cầu chỉ có mẹ được ra tay người khác không được phản công lại mà thẩm viên cười lạnh mẹ nói không đúng à cô ta vốn là một con khốn chỉ coi trọng lợi ích phó vân tỷ lạnh lùng ngắt lời cô ấy là người con thích không phải là một con khốn gì cả. Mẹ, mẹ không thể cứ luôn tìm lý do từ người khác được, có lúc mẹ cũng nên xem lại bản thân mình, không phải ai cũng có nghĩa vụ phải bao dung mẹ đâu. Con còn hận mẹ, con đang nói chuyện năm đó đúng không? Con nói nhiều như vậy, con giúp người khác đối phó mẹ, thực ra là con vẫn còn ghi hận mẹ có đúng không? Con không thể quên chuyện đó không phải lỗi của con, là lỗi của mẹ, mẹ là mẹ ruột của con, con không hận mẹ, nhưng tại sao mẹ cứ muốn nhẹ lòng bằng cách yêu cầu con không được có bất kỳ khúc mắc nào, mẹ biết không? Con đã từng mơ thấy ác mộng rất nhiều lần, trong mơ luôn có một giọng nói, nó nói với con, ngay cả mẹ ruột của mày cũng không yêu mày. Mẹ có biết bức ảnh khiến cô ấy bị công kích trên mạng từ đâu ra không? Cô ấy đã vội vã trở về nhà để đón sinh nhật cùng con. Đó là lần sinh nhật hạnh phúc thực sự đầu tiên của con sau 15 năm, không cần phải ép bản thân cười, không cần phải đối mặt với những cuộc cãi vã có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải cứ luôn phải trả lời kiểu câu hỏi như có phải con còn hận mẹ không, nhưng cô ấy lại vì tấm ảnh đó mà bị người ta công kích chửi bới. Thẩm viên mí môi nghiến răng nghiến lợi nói: Ta là mẹ của con. Trong mắt Phó Vân tỷ hiện nên sự thất vọng cùng u ám. Anh dừng một chút rồi nói: Mẹ về đi, con sẽ chuyển ra khỏi nhà cũ. Sau này mẹ đừng đến chỗ con nữa, con rảnh sẽ về thăm mẹ. Con muốn chuyển đi sao? Vì người phụ nữ đó mà con muốn ra khỏi nhà à? Con không cho phép mẹ đến. Phó Vân tỷ không có ý định tranh cãi với bà nữa, liền gọi Phó Vân Cẩn vào. A à, Cẩn, đưa mẹ về đi. Phó Vân Cẩn nhẹ nhàng tiến đến bên Thẩm viên: Mẹ, chúng ta về trước đi, về đi mẹ. Cùng lúc đó, Thẩm Viên bỗng nhiên tỉnh lại, Tô Niệm nói với bà ta Vân Tỷ chỉ coi Thịnh Loan là một tình nhân nhỏ bé không quan trọng, nhưng chuyện này rõ ràng không phải như vậy, vậy là bà đã bị Tô Niệm lợi dụng, Thẩm Viên nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay, hay lắm Tô Niệm, cô vậy mà lại coi tôi như công cụ. Điện thoại của Phó Vân Tỷ bỗng nhiên rung lên thông báo có tin nhắn đến. Lại là một tin đồn trên mạng, ca thần lái xe đến đoàn làm phim đón Thịnh Loan, cả hai bị nghi ngờ là đang yêu nhau. Ánh mắt Phó Vân Tỷ đột nhiên trở nên sắc lạnh, tâm trạng vì thế càng trở nên tồi tệ hơn thịnh noãn gọi điện cho hình khả về tin đồn của hai người họ anh vui vẻ cười nói với cô thực ra không làm rõ thì cũng được tôi không ngại dính scandal với cô đâu thịnh noãn thẳng thắn đáp tôi không muốn dính tin đồn với một người bạn bình thường làm như tôi rất phóng đãng vậy hình khả không còn cách nào khác đành phải nói với cô vậy được thôi tôi đi thanh minh nhưng cô thật sự không cân nhắc về tôi sao đúng vậy chúng ta chỉ nên làm bạn bình thường thôi sau khi tắt máy điện thoại của hình khả thịnh noãn nhận được lời nhắc từ bộ phận chăm sóc khách hàng ký chủ phó vân tỷ đang ở dưới nhà cô thịnh noãn không quan tâm mà lên giường đi ngủ nhưng giọng nói của bộ phận chăm sóc khách hàng vẫn vang lên phó vân tỷ ở dưới nhà được hơn một tiếng rồi hai tiếng sau thịnh noãn mệt mỏi ngồi dậy hỏi anh ta vẫn còn ở đó sao đúng vậy thịnh noãn không khỏi tức giận tên này có bệnh à tôi không ngủ chạy đến trước khu dân cư cũng không gọi điện thoại phó vân tỷ không gọi điện cho thịnh noãn nhưng cũng không rời đi thay vào đó anh xuống xe dựa vào xe hút thuốc lặng lẽ nhìn những tòa nhà cao tầng cũng không biết cô ở căn nhà nào một lúc sau thịnh noãn mặc áo khoác đi xuống phó vân tỷ nhìn thấy là thịnh noãn thì liền vứt tàn thuốc xuống rồi đứng thẳng dậy thịnh noãn dừng trước mặt anh không nói nên lời sao anh không gọi điện thoại cho em phó vân tỷ thấp giọng nói sợ làm phiền em nghỉ ngơi đến cũng đến rồi anh nói đi anh làm gì vậy phó vân tỷ cục mắt xuống không nói gì sau một lúc đột nhiên ngẩng đầu lên hai mắt hơi đỏ về chuyện em nói chia tay anh không đồng ý thịnh noãn cười không đồng ý sau đó thì sao em tiếp tục làm tình nhân nhỏ của anh à phó vân tỷ có chút nổi nóng thịnh noãn em dùng lương tâm của mình nói đi cả thời gian dài như vậy mà anh chỉ coi em là tình nhân sao ai chiều tình nhân của mình như tổ tông vậy em cứ tùy tiện trèo lên giường anh anh có từng nói nặng lời với em không em vì tin đồn mà mắng anh như thằng cháu trai anh đã làm gì chứ thịnh noãn nặng nẽ nhìn anh mỉm cười ấm áp cho dù thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật em chỉ là tình nhân của anh không phải sao vậy thì em có thể nói với anh mà anh chưa từng yêu đương anh biết về phương diện tình cảm này anh không được nhạy bén nhưng em không thể không nói mà muốn chia tay được đôi mắt phó vân tỷ đỏ bừng không biết là tức giận hay bất bình thịnh noãn giơ tay lau khóe mắt anh phó vân tỷ tức giận quay mặt đi không cần em quản thịnh noãn liền thu tay lại nhưng lại bị anh nắm chặt bây giờ anh lại theo đuổi em lần nữa có được không anh biết trước đây có những chuyện không hay khiến em chịu thiệt thòi nhưng em cho anh một cơ hội nữa anh theo đuổi em lần nữa chúng ta sống chung lần nữa có được không thịnh noãn thu tay về nhỏ giọng đáp em cần suy nghĩ thêm phó vân tỷ hai mắt lại đỏ lên em cần suy nghĩ mấy ngày thịnh noãn liền lên tiếng anh về xử lý mấy người bên cạnh với mấy chuyện hỗn loạn kia xong thì lại nói tiếp phó vân tỷ không chút do dự được vậy em đang trong thời gian suy nghĩ không thể ở bên người khác được em đừng ép anh anh cố kiềm chế hết mức rồi thịnh noãn nhìn anh mỉm cười ép anh thì sao khóc cho em xem à phó vân tỷ không nói gì mím môi nhìn thịnh noãn anh chỉ cảm thấy người phụ nữ này vô cùng đáng ghét Cô ở đây khiến trái tim anh bỏng rát nhưng lại có thể cười nhạo anh lúc này. Em đồng ý với anh, trong thời gian suy nghĩ không ở bên người khác, anh mau về nghỉ ngơi đi, mắt đỏ hết lên rồi kìa. Phó Vân Tỷ dừng một chút, đột nhiên nói, anh muốn ôm em. Thịnh Noãn nhìn anh mỉm cười, tiến lên phía trước giang rộng cánh tay nhẹ nhàng ôm anh, mũi Phó Vân Tỷ tràn ngập mùi thơm quen thuộc, anh nhỏ giọng bên tai cô thì thầm, "Thịnh Noãn, anh thực sự rất thích em." Khi Thịnh Noãn quay trở về nhà thì ba mẹ cô cũng đã dậy, Thịnh Noãn lên tiếng hỏi, "Ba mẹ, sao hai người dậy hết rồi mẹ thịnh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng noãn noãn ba mẹ tôn trọng tình cảm của con nhưng cũng lo cho con hy vọng con có thể hiểu về ngày phó ba mẹ bàn bạc xong rồi ba mẹ không tán thành chuyện hai con ở bên nhau ba thịnh cũng lên tiếng công ty của phó thịnh lớn như vậy một mình cậu ấy quản lý có thể thấy cậu ấy là một người rất có thủ đoạn lỡ như cậu ta không đối xử tốt với con ba mẹ sợ không đủ khả năng để bảo vệ con thịnh loãn ngồi xuống bên cạnh hai người họ an ủi chuyện của con với anh ấy còn chưa quyết định xong, đến lúc quyết định xong con sẽ nói chuyện với bố mẹ. Còn về Phó Vân tỷ, anh ấy trên thương trường đúng là rất thủ đoạn, nhưng không phải là người xấu, ba mẹ đừng quá lo lắng. Hai vị trưởng lão lúc này cũng bớt căng thẳng hơn. Được, con tự biết rõ như vậy là tốt, nghỉ ngơi sớm đi, chẳng phải ngày mai còn phải đến nước A sao?